thương. Tuổi này thì xấu lắm con, muốn cho vuông tròn thì anh mãi mỗi môi mai đưa đưa. Người ấy quý quá thôi nào giàu nghèo, tuổi ta cũng bao lớn xa em thế nào. Anh ta khoảng chừng hai mươi mấy, quen lắm nhìn xem em thích ngay, chẳng ai xa lạ. Hi.